Quay trở lại với phần tin trong nước, thưa quý vị, dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hủ, Bến Nghé, Đôi Tẻ giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư hơn 11.000 tỷ đồng đã lùi tiến độ đến tháng 12 năm 2023 thay vì hoàn thành trong tháng 6 năm 2022 theo kế hoạch. Theo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, dự án cải thiện môi trường nước thành phố, lưu vực Tàu Hủ, Bến Nghé, Đôi Tẻ giai đoạn 2 đã thi công đạt 80% khối lượng. Tuy nhiên, dự án không thể hoàn thành đúng tiến độ nên cần gia hạn thêm 18 tháng. Dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Về nguyên nhân, do ảnh hưởng của dịch COVID-19 là nguyên nhân chính làm kéo dài thời gian thực hiện dự án, vật liệu xây dựng khan hiếm, giá vật liệu tăng cao. Một số gói thầu thi công tại các tuyến đường có mật độ giao thông cao nên thời gian thi công ngắn, chủ yếu phải thi công vào ban đêm. Dự án cải thiện môi trường nước thành phố Hồ Chí Minh, lưu vực Tàu Hủ, Bến Nghé, Đôi Tẻ giai đoạn 2 có tổng mức đầu tư 11.281,26 tỷ đồng, trong đó vốn vay ODA của Nhật Bản khoảng 9.831,26 tỷ đồng. Còn lại là vốn đối ứng trong nước. Dự án được triển khai từ năm 2010 và được phê duyệt thời gian hoàn thành vào tháng 6 năm 2022.